Em sẽ suy nghĩ về mối quan hệ này. Em sẽ suy nghĩ về mối quan hệ này. Hey hey, bạn nào đang bị chơi là nghèo hoặc là vừa bị mất ạc xong? Úi giời, đừng lo, đã có sách hỏi tv.com tài trợ đây rồi. Ngại gì với giá cả, chỉ với giá 20k đổ lại, bao gồm cái phòng quay cực kỳ thú vị và đặc biệt nằm đây. Sau có thỏ cực kỳ uy tín và gió thỏ làm chủ nên anh em mình cứ quay đi đừng ngại. Còn chung chơi gì nữa, hãy truy cập ngay sách hỏi tv.com nha. Cô đẹp từ chim bờ, có nghe tôi đẹp thì một mèo quá à, đừng có hát nữa coi. Tự nhiên có hát nhiều duyên. Em đang suy nghĩ mà cứ hát hoài luôn á. Hồi nãy đã nói nghe ở sẵn rồi, giờ đây vẫn hát. Em kêu anh im lặng, em suy nghĩ rồi mà. Mà suy nghĩ cái gì cũng được. Tự nhiên cái suy nghĩ. Tí đi em nói cho. Lại còn tí nữa. Thì để em suy nghĩ đi, có nói hoài vậy ta. Ngờ mày làm mắc gì quào. Em xin lỗi. Mắc gì thái độ quào. Em xin lỗi. Em đã quạo lớn tiếng với anh. Nè, bây giờ anh biết chiều cao với lại cân nặng của em rồi đúng không? Rồi sao? Anh cảm thấy sao về em? Kiểu như là anh thấy em mập không? Bình thường. Tự nhiên hỏi thấy em mập không? Thì em muốn hỏi chơi thôi. Ủa biết đâu người ta lên ký rồi sao? Ta lên ký rồi sao? Thì hỏi thôi. Anh nuôi thì phải cho lên ký chứ. Hả? Mày đeo nhầm. Thì ý anh nói là cho lên ký chứ mẹ cho ốm nhôm trời. Ý anh nói là em lên ký rồi đúng không? Hả? Ý anh nói là em mập hơn rồi đúng không? Có sao? Anh thử nghĩ coi, nếu như mà người khác thấy em mập hơn anh thì anh lại ốm hơn em. Thì như thế nào? Bình thường. Nói với anh bình thường mà nói người khác thì nó kiểu như là người khác chứ. Anh chả quan tâm. Nói chuyện của hai đứa mình mà nói với người khác. Quá to thế. Chứ gì nữa à? Em đang nói chuyện đang quậy với anh mà sao anh cứ quát em vậy? Không quát đâu. Anh nói chuyện theo kiểu lớn tiếng á. Em đã nói là em ghét vậy lắm mà. Anh nghe nó lớn tiếng đâu. Anh lớn tiếng á. Không có rồi nghe. Thôi bỏ qua đi. Với lại dạo gần đây em cũng đang suy nghĩ vài thứ. Anh có biết cái clip mà kiểu như là nó cũng là khá là lâu rồi nhưng mà kiểu như là nó bơi lại á. Anh biết clip mà mình nhảy cho giao tim không? Biết. Thì cách đây cũng tuần mấy rồi đúng không? Kiểu như là nó lên xu hướng lại á. Là do bé fan edit lại hai mình đứng nhảy đó nhớ không? Thì em vô tình em vào đọc comment. Không biết anh đọc chưa nhờ? Rồi sao? Em thấy được comment là kiểu như là như hai mẹ con ấy. Là em thấy em bự con hơn anh mà trong khi đó anh nhỏ con hơn em. Nhưng nó cũng gọi là như đo đũa lệch vậy đó anh biết không? Rồi sao nữa? Có vấn đề gì không? Cũng hơi buồn một tí. Cảm giác như là mình như là một con khủng long, trong khi đó anh chỉ là Doraemon thôi. Như hai mẹ con ấy. Như đôi đũa lệch vậy đó anh biết không? Dữ à. Em nói thiệt đó. Thì nói kiểu đó thì có hơi buồn thiệt mà thôi, có gì đâu mà buồn. Anh thì không buồn, anh là nhỏ con thì không buồn rồi. Còn em thì sao, em là như con khủng long gì đó. Em cảm thấy như là mỗi lần quay clip cho Giao Tim á, bắt buộc phải quay vlog cho hai tụi mình ý. Quay tướng hai tụi mình thì em cảm thấy em thấy khó chịu á. Tại vì em biết là nó không hẳn hẳn là gọi là body shaming mà là cảm giác như là bị kỳ thị á anh à. Em còn thấy được trước comment là như hai mẹ con, em có đọc một cái comment của một đứa nói nữa là
nói thẳng là không hợp, hai mình không hợp ý, là không hợp, hai mình không hợp ý, bị kỳ thị á nè. Nghĩa hả? Ừ. Sao? Sao anh vô tư vậy? Nó là cái thá gì mà cuộc sống của hai mình đâu mà. Em biết không là cái thá gì, nhưng mà đó là mọi người luôn luôn có nhận xét riêng. Em thấy nhận xét gì cỡ ta? Bây giờ mốt nó vậy đi. Bây giờ đó nó mốt nó cũng to con hơn bộ đi rồi sao? Bình thường. Ủa người ta quen nhau, ta quen gì tình yêu mà chứ ai quen gì cái thể xác. Trời ơi. Nhưng mà đó, mấy đứa nói kiểu đó thì nên xem lại cái tính cách của từng đứa không chứ. Em biết, nhưng mà cái gì nữa, ở đó không suy nghĩ buồn buồn hả cô nương? Đối với bản thân anh là khác, mà đối với em là khác. Em là người rất là hay suy nghĩ, với lại hay tự ái cao nữa. Anh biết. Em nên nghĩ là sống gì hai đứa mình hay làm sống gì của nó. Em sẽ suy nghĩ về mối quan hệ này. Em sẽ suy nghĩ về mối quan hệ này. Em hỏi luôn. Em hiểu rồi. Mình suy nghĩ về mối quan hệ này, làm tính làm gì? Sao làm gì đâu, chẳng qua là suy nghĩ thôi mà, có gì đâu, trời. Suy nghĩ lại là sao? Anh làm gì mà suy nghĩ về mối quan hệ này? Chả làm sao rồi, giờ em tính sao nói luôn đi. Em tính như nào? Đã nói là cho em suy nghĩ mà. Bây giờ em không thể nào đưa ra kết quả được. Sao em muốn từ bỏ hay sao? Nên sao nữa? Tự nhiên cái từ bỏ chấm hỏi. Ủa em suy nghĩ lại cái mối quan hệ này. Thì suy nghĩ lại anh. Từ bỏ thôi chứ còn gì nữa. Em chưa có ý định từ bỏ. Ủa gì suy nghĩ về mối quan hệ này là sao? Cũng giống như là suy nghĩ về bản thân một tí mà. Ủa thì nói suy nghĩ về bản thân chứ đương nhiên nói suy nghĩ về mối quan hệ này là ấy gì. Thì em xin lỗi, em nói sai. Mới hở cái mà suy nghĩ. Đúng rồi, em là con người hay suy nghĩ vậy á. Nghĩ sao có quan trọng, nó vô tới cuộc sống mình đâu, mình suy nghĩ hoài. Nhiều miệng đời mà ai mà nói gì chả được. Nhưng mà cũng phải biết là người ta nói đúng hay sai chứ. Ủa, người ta nói đúng hay sai, ủa liên quan? Liên quan gì đến mình? Ủa rồi bây giờ cái một cặp ta đang yêu đẹp, cái nó mấy đứa này không hợp đâu, cái hai đứa tới chia tay. Đâu ra? Chứ sao? Thì nghe lời người ngoài đó. Anh đang lớn tiếng với em hả? Anh không lớn tiếng, anh đang nói bình thường. Không hề bình thường thế nào hết trơn á. Bởi vậy mỗi lần nói chuyện với anh á, anh kiểu như là không đồng ý thứ gì thì anh lại lớn tiếng với em vậy á. Sao? Em muốn suy nghĩ sao nữa? Em có suy nghĩ gì hết trơn á. Bình thường à. Bình thường nói chuyện nè, bình thường buồn cái gì vậy? Thì đang buồn mà. Đang buồn mà không động viên người ta một câu nữa. Ủa sao nãy giờ không nói không động viên? Không. Anh cứ lớn tiếng với em không mà. Mỗi lần cuộc trò chuyện nào nói chuyện với anh toàn lớn tiếng với em không mà. Ngay cả đúng hơn sai anh cũng hơn em mới chịu á. Chả bao giờ nhường em một câu cả. Nhưng mà anh đang nói đúng luôn, cho nó nhường em. Ừ, anh nói đúng. Em có nói anh nói sai đâu. Thì nói đúng thì sao anh phải nhường? Em nói là những cuộc trò chuyện khác cơ. Rồi đương nhiên lo những cuộc trò chuyện khác cho đây. Thôi không có gì đâu.